để rà soát chất lượng, mức độ chính xác của các chỉ số đo lường của các mặt hàng sữa, nước giải khát và một số thực phẩm khác, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết là trong thời gian tới thì sẽ tập trung thanh tra trên diện rộng đối với các mặt hàng này, và đây cũng là đợt thanh tra chuyên đề lớn nhất trong năm nay của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung thanh tra gồm việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch và sở hữu công nghiệp với sản phẩm đóng gói sẵn. Các sản phẩm sẽ được thanh tra lần này gồm sữa, sản phẩm từ sữa, bánh, mứt kẹo, đường, bia rượu, nước giải khát, nước uống, thủy sản, sản phẩm từ thủy sản, dầu ăn, muối, mì chính, bột gia vị, nước mắm, nước sốt và một số mặt hàng khác. Việc thanh tra sẽ kéo dài 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2015 trên 63 tỉnh thành. Dự kiến đến tháng 11 sẽ công bố kết quả. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, báo cáo từ các địa phương cho thấy thời gian gần đây, việc chấp hành các quy định pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa đóng gói sẵn có nhiều vi phạm. Nhiều tổ chức cá nhân đã bị xử phạt vi phạm hành chính.